Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình làm một clip về Revit với nội dung là năm cái lưu ý quan trọng khi chúng ta import AutoCAD vào trong Revit để chúng ta vẽ dự án cho nó thuận tiện và nó nhanh hơn thì để trước khi vào trong nội dung chính thì nếu như các bạn cảm thấy hứng thú với những cái nội dung mình chia sẻ thì hãy cho mình một like một subscribe và chia sẻ các nội dung của kênh của mình đến với cộng đồng bạn bè của bạn đồng thời là hiện nay thì mình đang có các cái chương trình về các cái khóa học và Revit năm mới dành cho những bạn mới bắt đầu học Revit hoặc là các bạn có kinh nghiệm một chút ít kinh nghiệm và mong muốn là nâng cao tay nghề của mình thì các bạn có thể là tham khảo theo cái cái nội dung mình đang chia sẻ ở đây tham khảo các khóa học và đồng thời tham khảo thông tin chi tiết ở trên cái trang web mình đính kèm ở dưới phần mô tả của video nhé còn bây giờ vào trong cái nội dung chính của clip này thì trong clip này đối với là các lưu ý khi mà chúng ta import AutoCAD vào trong Revit thì mình có trao đổi với các bạn năm nội dung như sau thứ nhất đó là chúng ta sẽ chuẩn bị và dọn dẹp file AutoCAD cái thứ hai chúng ta sẽ chỉnh các cái thông số khi import vào và mình sẽ giải thích ý nghĩa của các thông số đó như thế nào cho các bạn cái thứ ba đó là căn chỉnh vị trí ở trong Revit như thế nào cho thuận tiện nhất cái thứ tư là tinh chỉnh cái phần hiển thị ở trong view để tiện cho các cái thao tác và cách gạch đầu dòng thứ năm nữa là cái cách để chúng ta vẽ thật là nhanh ở trong Revit sau khi mà có cái file AutoCAD rồi thì đó là những cái nội dung mình sẽ chia sẻ đầu tiên khi chúng ta có một cái file AutoCAD sơ phát cái phương án như này hoặc là AutoCAD cũng tương chi tiết rồi thì chúng ta sẽ đưa vào trong Revit thì vẽ sẽ nhanh hơn rồi trước khi đưa vào trong Revit thì chúng ta sẽ phải dọn dẹp hết tất cả những cái thành phần dư thừa ở đây mình đưa vào thì để dọn dẹp thì mình sẽ có nhiều cách cách đơn giản nhất là mọi người sẽ copy ra À, cái file này sang một bên để mọi người tiến hành à, dọn dẹp các cái chi tiết dư thừa có trong nó thì dọn dẹp chúng nó sẽ dọn những gì ở đây mình sẽ bỏ gần như là bỏ đi hết à, kể cả cái phần trục cột chúng ta cũng không cần bỏ lại à, không cần để lại cũng được chúng ta có thể là bỏ đi hết tất cả mọi thứ ở đây à, bao gồm cả test cả trục cột cả đường kích thước cả những cái chi tiết uh, vật liệu Rồi. tất cả mọi thứ kể cả vật dụng nếu như các bạn cảm thấy là rối mắt quá thì các bạn cũng có thể là bỏ nó đi được nhưng trong trường hợp này công trình nó tương đối đơn giản và không có nhiều những cái nét nó quá phức tạp cho nên mình sẽ để lại cái đồ vật dụng ở trong cái file kết của mình nhé Sau khi mình đã dọn dẹp sạch sẽ như thế này rồi mà mặt bằng tầng 1 và bằng tầng 2 đã sạch sẽ các chi tiết dư thừa mình không muốn nhìn thấy nữa kể cả những cái phần mũi tên như thế này thì mình sẽ tiến hành mình lưu từng cái file này ra riêng. Nếu như công trình có nhiều tầng thì các bạn sẽ lưu mỗi tầng một file riêng ra. Thì để lưu ra một cái file riêng thì nó có rất là nhiều cách. Ở đây mình sẽ sử dụng đó là cái lệnh write block ở trong AutoCAD, phím tắt của nó là phím W. Đầu tiên mình sẽ chọn cái phần mặt bằng của cái tầng 1 này và sau đó mình bấm cái lệnh W lưu xong rồi thì mình sẽ chọn cái điểm làm cái gốc cho cái block này ví dụ như là mình chọn cái điểm này và sau đó thì mình chọn cái nơi để mình lưu cái file ví dụ như là lưu vào đây và mình ghi là mặt bằng tầng 1 và mình bấm save và trước khi mình bấm ok thì mình sẽ kiểm tra lại cái đơn vị vẽ insert unit ở đây nếu như toàn bộ cái file của bạn vẽ theo đơn vị là mm thì chúng ta sẽ chỉnh luôn cái insert unit ở đây là mm luôn là bấm ok nhá để biết được có phải là đơn vị file này đang vẽ bằng mm hay không thì các bạn có thể dùng cái lệnh di ở trong autocad để các bạn có thể đo thử ví dụ bức tường này là 200 các bạn đo đến đây là 200 là như là như vậy thì cái này đang vẽ tỷ lệ một một đơn vị mm à, tương tự như vậy thì mình cũng làm lệnh write block cho cái mặt bằng thứ hai không oh, mình sẽ chọn là đối tượng mình sẽ chọn cái điểm gốc và độ cho nó ví dụ mình cũng chọn cái điểm này và mình sẽ tiến hành là chọn nơi lưu cho nó mình đặt tên cho nó là mbt2 và mình bấm save vào. ok đơn vị mm sau khi chúng ta đã làm xong cái câu chuyện này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước thứ hai đó là các cái thông số khi chúng ta import vào trong Revit và ý nghĩa của nó. Sau đối với lại Revit khi chúng ta tạo cái dự án mới và các bạn muốn đưa AutoCAD vào thì nó có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là các bạn dùng cái nút ở trong menu Insert Import CAD, cái trường hợp thứ hai thì mà chọn là Link CAD. thì đối với cái mặt bằng khi mà đưa vào trong Revit để vẽ thì mình ưa thích cái câu chuyện là Link CAD hơn. Tại vì khi các bạn link một cái file cache vào trong này, tức là kết nối một cái file cache vào trong này thì tất cả mọi thứ nó vẫn hiển thị. Nhưng nó có một cái hay đó là nếu như phương án của bạn, phương án sơ phát của bạn có sự điều chỉnh về AutoCAD thì các bạn chỉ cần cập nhật lại cái phần điều chỉnh đó sang cái file AutoCAD của bạn đã lưu và các bạn save vào file AutoCAD lại thì vào trong Revit. Các bạn chỉ cần bấm reload là nó sẽ tất cả mọi thứ nó sẽ load lại tất cả đồng bộ lại cho các bạn và các bạn không cần phải import Cách lại nữa còn nếu như các bạn import vào thì nó sẽ trở thành một cái chi tiết cố định ở trong cái file Revit của bạn và mọi sự thay đổi trên cái file cache ở bên ngoài nó sẽ không có tự động cập nhật vào đây mà đòi hỏi các bạn sẽ phải đi cập nhật thủ công thì mỗi cái đều có cái hay cái dở của uh, của nó nhưng mà trong trường hợp phương án còn chỉnh sửa như thế này thì mình ưu tiên là chọn link cache nhé mình bấm vào cái phần link cache và sau đó thì mình sẽ chọn cái file đầu tiên thì mình đang ở level 1 và mình sẽ chọn mặt bằng tầng 1 ở đây thì nó có các cái thông số để chúng ta có thể điều chỉnh khi mà chúng ta import CAD vào thì những cái thông số ở đây. Thứ nhất về màu sắc của nét vẽ thì mình ưa thích cái câu chuyện là đưa cái nét vẽ về black and white, mình không muốn giữ nguyên cái màu của bên AutoCAD xanh đỏ tím vàng tại vì nhiều khi đưa qua đây thì nó không có phù hợp nữa, nó bị rối mắt. À, cái phần uh, layer and level thì mình để là on cho tất cả mọi thứ. Về phần import unit thì mình sẽ đổi sang là mm. Ở bên kia mình đã đảm bảo là câu chuyện là file của mình đã em mm rồi thì qua đây mình cũng chỉnh luôn lại mm thì không cần để cho nó auto detect nữa là không không nhận diện tự động nữa tiếp đến là positioning thì cái positioning này thì nó có nhiều cái để chúng ta lựa chọn Uh, trong đó thì nếu như có một cái kỹ thuật nữa là nếu như các bạn ở bên file to case, các bạn đưa các bạn vẽ một cái điểm nào đó về cái điểm tọa độ không không thì các bạn có thể là chọn cái origin to internal origin hay là cái file của bạn đang vẽ theo một cái tọa độ thực tế và bảo đảm là bên file kết các bạn đã căn chỉnh nó đúng rồi thì chúng ta có thể là sử dụng cái bài xe này tức là cái tọa độ thực tế của dự án còn ở đây ở trong những trường hợp chung chung thì chúng ta sẽ chọn cái auto center to center để cho cái file kết khi chúng ta đưa vào tự động nó sẽ căn chỉnh ở trong cái bốn cái dấu mà tạo mặt đứng ban đầu ở chỗ này còn vị trí chính xác của nó chúng ta sẽ căn chỉnh sau và đây một bằng tầng 1 thì chúng ta sẽ play nó vào cái level 1 của uh, tức là cái mặt bằng tầng 1 này sẽ đưa vào trong level 1 để cho đúng cái cao độ của nó và chúng ta bấm open thì sau khi mà mọi người open xong thì mọi người có thể thấy là cái file cat của tầng 1 đó đã nằm vào đúng cái vị trí là chính giữa uh, chính giữa của khu vực này ờ, tương tự như vậy chúng ta cũng lên level 2 và chúng ta cũng sẽ vào trong cái phần liên kết liên kết xong rồi thì chúng ta sẽ chọn là MBT2 và tất cả những thông số thì vẫn giữ nguyên như ban nãy nó chỉ có tự động nó thay đổi thông số này thôi và chúng ta bấm open thì chúng ta sẽ có được một cái MBT2 đây và từ level 2 này mọi người có thể thấy mặt bằng level 1 cái file cat ấy nó mờ mờ như thế này đó là do cái chế độ là chúng ta đang bật ở underlay là từ tầng 2 chúng ta có thể nhìn thấy tầng 1 sau khi mà như thế rồi các bạn có thể là bỏ sang ninh thì các bạn sẽ không thấy cái phần tầng 1 nữa và các bạn để underlay sang level 1 thì các bạn sẽ thấy cái tầng bên dưới là tầng 1 lúc này thì chúng ta sẽ vẫn cần cái câu chuyện là thấy ở phần bên dưới nha chúng ta có được hai cái file như này đó là cái bước thứ hai và kèm theo đó là những cái thông số cái bước thứ ba là cái bước chúng ta sẽ canh chỉnh vị trí của các cái file ở trong Revit thì như ban nãy mình có nói với các bạn nếu như các bạn vẽ đúng tọa độ hay là các bạn đã canh tọa độ chuẩn ở bên AutoCAD rồi thì bước này thực sự bên này không cần nữa nhưng đối với dự án chung chung như thế này thì chúng ta đây từ tầng 2 chúng ta nhìn xuống tầng 1 là thấy tất cả mọi thứ đang so le với nhau như vậy thì chúng ta sẽ dùng các cái công cụ để chúng ta di chuyển nó về nhưng mà các cái công cụ đấy nếu như các bạn dùng công cụ là di chuyển ở trong modify thì nó sẽ hơi không chính xác một chút cho nên là ở đây mình sẽ khuyến cáo các bạn là các bạn nên dùng công cụ là align và trước khi align thì các bạn nên bật cái chế độ là thin line lên để cho tất cả những cái nét ở đây chuyển sang là cái nét mảnh và chúng ta sẽ nếu như chúng ta cố định một bằng tầng 1 thì chúng ta sẽ di chuyển cái file cache của bằng tầng 2. Các bạn sẽ chọn vào cái file cache của bằng tầng 2. Lúc này các bạn uh, sẽ thấy uh, chúng ta có thể di chuyển được hoặc là dùng cái công cụ align được. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng công cụ align ha. Và mình sẽ lấy cái cạnh này làm chuẩn mà mình align uh, với cái cạnh này. Sau đó thì mình sẽ lấy cạnh này làm chuẩn mà mình align với cạnh này. thì sau khi mình đã align nó chuẩn hết tất cả mọi thứ xong, ở trong trường hợp này file cat các bạn vẽ đúng thì các bạn sẽ không có bị xây dịch nữa. còn nếu như các bạn file cat các bạn có vấn đề thì cái uh, cái câu chuyện ở đây nó sẽ bị uh, xây dịch. hình như ở chỗ này mình đang bị uh, nhầm về cái align, về align trục như vậy thì sẽ align lại cái cạnh này thì nó mới đúng cho cái trường hợp này. đó. và chúng ta sẽ align như thế này. đây là cái trường hợp mà uh, có vẻ như là đã khớp khít toàn bộ tất cả mọi thứ ở trong cái uh, hai cái filecat này với nhau và khi các bạn đã làm xong xuôi câu chuyện là khớp nối vị trí lại với nhau rồi thì các bạn sẽ chọn cái filecat ở bằng tầng hai này và các bạn sẽ bấm vào cái công cụ là pin để các bạn cố định vị trí của nó lại nó không có xây dịch trong quá trình chúng ta di chuyển nữa và chúng ta xuống ý tầng 1 chúng ta cũng dùng cái công cụ là Uh, pin để chúng ta pin hai cái này lại như vậy thì khi các bạn sang cái phần phối cảnh các bạn sẽ thấy là chúng ta có được hai cái mặt bằng file cát nó nằm ở dưới tầng 1 và tầng 2 tương ứng như này và tương tự như vậy thì công trình có bao nhiêu tầng thì các bạn sẽ làm theo bấy nhiêu tầng các bạn đưa vào khớp nối với nhau à, là xong xuôi và chúng ta sẽ có ở đây và sau khi làm xong rồi thì chúng ta ở mặt bằng tầng trên cao chúng ta tắt cái chế độ underlay đi chúng ta không cần thiết nữa chúng ta để sang nên để chúng ta có thể là đỡ bị rối về cái nét đó là cái câu chuyện thứ ba, canh chỉnh vị trí và cố định các cái yếu tố của file kết Đến sang cái phần thứ tư là chúng ta sẽ tinh chỉnh hiển thị ở trong view để cho tiện thao tác. Thì đối với lại cái file autocad khi mà đưa vào như thế này ấy, à, nếu như mọi người để nguyên như thế này, mọi người vẽ những cái bức tường vào. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng một cái tường là generic 200 để mình vẽ vào ở đây cho mọi người xem nha thì khi chúng ta vẽ một cái bức tường vào thì cái vật thể chúng ta vẽ ra nó cũng màu đen và cái file cách chúng ta cũng màu đen tuyền như này thì cái này nó sẽ bị dễ bị nhầm lẫn giữa hai cái đối tượng với nhau như vậy thì chúng ta sẽ vào trong cái bảng vg trong cái bảng vg quản lý hiển thị này thì chúng ta sẽ vào trong cái tab là import thì category và ở đây thì chúng ta có hai cái mặt bằng là MBT1 và MBT2 DWG như vậy thì chúng ta ở đây mình sẽ rất là nhanh là mình sẽ chỉnh sang cái này sang hấp hấp tông tức là cái cho cái ông này sang cái chế độ là um, cho sang chế độ là mờ hơn đó các bạn có thể thấy ở đây mình sẽ cho nó mờ hơn mà mình bấm ok thì khi mà mình đã chỉnh sang hấp tông rồi thì cái này nó sẽ nhạt đi còn cái phần tường mình vẽ ở đây thì nó sẽ là cái nét đậm và nếu như mình bật cái chế độ mà À, nét dài nét mạnh lên thì mọi người có thể thấy là cái phần này nó sẽ ở dạng sám mờ và phần này đậm thì chúng ta sẽ dễ quan sát và phân biệt các cái đối tượng hơn à, đối với cái chế độ hấp tông nếu như bạn nào chưa biết, nếu bạn nào các bạn muốn quản lý cái độ đậm độ nhạc của nó thì các bạn sẽ vào trong cái phần mà manik và các bạn vào trong cái biểu tượng là cái cờ lê này và chúng ta sẽ tìm đến cái mục đó là hấp tông and underlay các bạn muốn nhạc nhiều hơn tức là cái phần underline nó nhạt nhiều hơn thì các bạn có thể chỉnh xuống ví dụ như này các bạn cho nó là 20 các bạn có thể thấy là à, nó mờ hơn nữa như vậy thì chúng ta có thể quan sát được nhiều hơn à, ở đây thì mình cũng à, không nhất thiết là các bạn phải chỉnh nó thấp quá các bạn có thể dao động trong khoảng từ à, 30 đến 50 là được mình thì à, để 50 mình thấy cũng ổn ví dụ để 40 mình cũng thấy nó ổn tại vì chúng ta cũng thì dùng trong cái giai đoạn đầu để chúng ta vẽ ra cái dự án à, ra cái phần khung chính của dự án thôi thì đó là cái phần mà chúng ta sẽ uh, tinh chỉnh ở trong này đến cái câu chuyện uh, thứ năm đó là cái cách mà chúng ta để chúng ta vẽ có thể vẽ nhanh ở trong uh, Revit sau khi mà chúng ta đã có cái uh, phần AutoCAD được import vào đầy đủ thì đối với những cái phần như thế này khi các bạn đã vẽ import vào đầy đủ rồi thì chúng ta vẽ theo các cái trình tự để vẽ một dự án thông thường các bạn vẫn khai báo các cái lưới cột các bạn vẫn khai báo cái phần level à, như bình thường à, còn đối với các vật thể như là cái tường chẳng hạn như thế thì các bạn cũng có thể là tạo ra những cái loại tường loại tường sau đó thì các bạn có thể là kéo theo như bình thường à, nhưng mà để nhanh hơn thì mình hay dùng cái công cụ đó là nếu như đối với phần tường xong mình tạo ra cái loại tường xong mình sẽ chỉnh cái cao độ cho nó ví dụ từ tầng 1 lên tầng 2. À, sau đó thì cái location line này á, thì mình sẽ chỉnh sang cái phần đó là co face exterior hoặc là co face interior. này Và mình sẽ dùng cái công cụ pick line để mình vẽ. À, sau khi mình chỉnh cái co face xong, mình dùng công cụ ở pick line mình chỉnh tất cả thông số mình dùng công cụ pick line để mình vẽ cho nó uh, nhanh. Ví dụ như là tường uh, à, 200 ha đó. Đó. rồi à, cái phần này là tường 100 ha ở đây dưới mặt bằng tầng một thì mình chưa chỉnh cái phần VG cho cái phần import category mình chỉnh sang hấp tông thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ hiển thị ra nhanh hơn à, những cái vị trí này mình cứ pick line thôi quên sau đó thì mình pick line rồi à, ở đây pick line pick line đó thì như mỗi cái đoạn này mình pick line một một cái và sau cùng thì mình sẽ dùng cái lệnh tr tức là modify này với công cụ là bắt góc này tr và mình bắt góc những cái vị trí này lại với nhau cái này cái này cái này và à, đây thì mình lại dùng WA với lại thêm cái pick line thì mình à, pick line cái 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 tường này và sau đó thì mình sẽ trigger, à, tr rồi mình đưa vào thì rất là nhanh thì mình sẽ hình thành nên cái bộ khung này à, các cái bức tường ở bên bên trong mình cũng làm như thế và sở dĩ là mình làm cho các cái bức tường này nó mình bắt theo cái phần lõi tức là co face exterior hoặc là co face interior tùy tùy theo cái vị trí tường mà bạn muốn làm á để khi mà mình đã làm xong cái khung rồi rồi Mình chuyển sang cái loại tường mình đã khai báo các cái lớp cấu tạo Ví dụ như là mình lấy cái tường mặc định của Revit đi Thì các bạn có thể thấy là đối với lại những cái tường như thế này Thì cái phần lõi tường nó sẽ được cố định Ví dụ phần gạch xây cố định và những cái lớp phần thiện thì nó sẽ canh từ các lớp gạch xây này nó canh ra Đó là cái lợi thế của việc mà chúng ta bắt theo các cái Uh, có Face uh, exterior hoặc là interior uh, trong cái trường hợp này Đó. và uh, trong cái quá trình mà chúng ta vẽ thì sau khi chúng ta vẽ phần tường xong thì đến cái phần cửa thì để vẽ được cái phần cửa thì phần cửa đi nó có cái phần vòng vòng này thì chúng ta còn dễ xác định còn cái phần cửa sổ đang bị lấp thì khi mà các bạn bỏ cửa vào thì các bạn sẽ chỉnh cái chế độ là Uh, graphic display option này chúng ta sẽ chỉnh sang chế độ là wireframe bình thường thì chúng ta hay để là hidden line là cái kiểu như thế này chúng ta để sang wireframe thì khi các bạn chuyển sang wireframe thì những cái chi tiết như là vị trí cửa uh, cái độ rộng từ đâu đến đâu thì các bạn có thể là nhanh chóng các bạn xác định được bằng cách là một là các bạn đọc file AutoCAD, hai là các bạn lười đọc file AutoCAD thì các bạn đo luôn từ trong vị trí này thì các bạn có thể là bỏ cửa vào đúng các cái vị trí mong muốn ở trên này và nhanh chóng hoàn thiện cái mô hình. Thì với những cái chia sẻ của mình thông qua những cái câu chuyện từ 1 đến 5 ở trong các cái lưu ý này khi các bạn import vào AutoCAD thì hy vọng là sẽ giúp cho các bạn kiểm soát cái thông tin từ file AutoCAD vào. À, để viết một cách là sạch sẽ và rõ ràng hơn. Từ đó các bạn có thể là, à, từ đó là các bạn có thể là có cái tốc độ xây dựng mô hình ở trong viết nó nhanh hơn. Và những cái file AutoCAD mà chúng ta đưa vào ở dạng link ấy, thì nó sẽ được quản lý ở trong cái mục menu Insert và Manage Link và nó nằm ở trong cái CAD Format này. Và nếu như ở trong quá trình các bạn làm uh, file AutoCAD của bạn có sự thay đổi, thì các bạn cứ bật file AutoCAD lên các bạn thay đổi như bình thường cho các bạn lưu lại lưu lại xong các bạn tắt cái file đi ví dụ như ở đây mình uh, mở cho các bạn xem thử nha uh, file uh, import là file mbt1 mình mở nó lên sau khi mình mở nó lên thì mình uh, thử một cái chỉnh sửa nhỏ nhỏ là mình xóa cái phần này đi và uh, xóa cái này đi và mình uh, bỏ cái hốc tường trang trí đi và mình sẽ kết nối cái này vào vào đây, sau khi mình kết nối xong thì mình sẽ lưu cái file mbt1 này lại và mình tắt cái file mbt1 này đi sau đó thì mình quay lại trong uh, Revit, trong Revit xong mình dùng cái mặt bằng mbt1 này mình sẽ bấm cái nút đó gọi là nút reload reload lại một lần nữa và mình sẽ bấm là cái câu chuyện này remove constraint rồi, rồi mình bấm ok thì sau khi mình reload xong thì mọi người có thể thấy là trong mặt bằng tầng 1 này đây mình xóa cái bức tường đi cho mọi người cho dễ thấy ha. Xóa thì mọi người có thể là cái file CAD này, ban nãy cái hốc tường trang trí ở đây đã bị xóa đi, đã bị cập nhật theo file mới. Đó là cái lợi ích của cái việc là chúng ta sử dụng link AutoCAD vào trong à, bản vẽ. thì những cái nội dung mình trình bày ở đây à, đã kết thúc ở cái chỗ này hy vọng những cái trao đổi của mình sẽ giúp cho công việc của bạn thuận tiện hơn nếu có vấn đề gì thắc mắc các bạn hãy mạnh dạng inbox hay là comment hoặc là liên hệ mình bằng cái kênh thông tin liên lạc mà mình để ở cái phần mô tả của video để mình có thể là có sắp xếp, xếp thời gian mình sẽ hỗ trợ các bạn nó tốt hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại ở trong những clip sau